tuyệt vời. Hát tiếp không? Tuyệt vời, hát tiếp không? Baguette ăn đi. Được á. 6 đồng 2 cái. Còn bánh này bánh mì Mỹ nè. Bự quá à. Cái này mỗi bự ghê không. Bánh mì mỗi bự luôn cũng 6 đồng luôn. Còn cái này cũng 6 đồng luôn. Cái này là bánh mì ấy nè. Cái này ăn cũng được nè. Mình mua cái nào ta? Cái này bánh mì mình có nó có nốt. Cái này cũng ngon quá. Wow, nhìn ngon quá à. Cái này 8 đồng. Cái này ngon nè, bự quá, bự mà ngon, cắt ra rất là ngon luôn. Còn này là có butter. Có butter inside. Chắc mua cái này dễ ăn hơn ta. Đây. Bánh birthday 16 đồng. Birthday 16 đồng. Dài ô da. Cái này là ngon hơn nè. Rồi cái thịt nè. Thịt này ngon nè. Cá. Nó làm cái kiểu này nè. Kiểu là sandwich á. Cái này là burrito. Đây mình rau trái này, dưa leo, ớt, nho, nho, nấm, 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 nấm. Oh, strawberry nè. Strawberry nhìn ngon. 5 đồng hả? Strawberry nè. Bao nhiêu? Biết giá vậy? 5 đồng. Cắt sẵn 7 đồng hả? Trái cây cắt sẵn. Bơ. Bơ, 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 đờ, bơ, đờ. How about come here? Salad. Salad, salad.
đủ thứ loại, salad cái loại là bút nữa. Loại này thì ăn cũng được, nó có nguyên cái cây ở trong luôn á, cà rốt, cà rốt, cà rốt luôn. Nhờ, ớt, 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 ớt. Cái này là atiso, 4 trái, 4 trái 6 đồng. Cũng được. Bắp nè. Bắp nó làm sẵn luôn. Cái này là 6 đồng 89 sen. Bắp này ok nè. Cho ăn thử giống như ice cream mà không phải. Bắp có nắng không? Ice cream nè. Ice cream đấy nè. Cái này là 10.99. Cái này ngon, loại này ngon. Rồi. Loại này cũng được luôn, cũng ngon luôn. Cái này vanilla. Còn cái này kem sầu riêng nè. Kem sầu riêng 17 đồng hả? Dạ. Yeah. 17 đồng một cái kem sầu riêng đó. Cái này là sandwich kem luôn. Quá trời kem luôn. Kem mễ. Sầu riêng nè. Sầu riêng này nó bán sao ta? 16 đồng lít đi. 16 đồng một hộp. 16 đồng một hộp. Như đây của ai sản xuất vậy? 16 đồng trong đây. Malaysia. Ngon á. Malaysia. Let's see. Sầu riêng của Malaysia. Thôi giờ mới ra. Bất chập. Sót. Nàng thử món này. Hai. Cái kép xem.
I have multigrain chips here. $5.89. Add it to the cart. It's healthy. Multigrain chips. Nope. Đậu học đều. Học đều á. Con này là almond. Salad? Yes. Okay. Italian dressing. Italian. Italiano por Italian. Italian short. Yeah, it is Olive Garden dressing. 220 out, 8 ounces. You know, for $8.89. It's good dressing. Cảm ơn. Hấp dẫn không? Ba bên này là pizza. He's gonna bring a bottle of tequila and some music. He doesn't do it, you know. Out right away. Hey, I've been married for 30 years, so I've been out quite a few. 83. May I try? Of course you can try. You can also buy a young lady, just like this beautiful couple is doing. Thank you. Yeah, why not? You're welcome. Have a blessed day. 83. Just like the beautiful couple did. They got their three, guys. Đây là hoa. Mình thích gia hàng này nhất nè. Hoa đẹp quá. Hoa bất tử. Nhìn giống hoa bất tử không? Đẹp quá không? Cái này nhiêu ta? Đẹp quá không? 10 đồng. Đẹp. Try sir. Cheap? Yes, these are good. Okay. Thank you so much. You're welcome. And they're lower in sodium and they're gluten free. Very tasty. Come on over, try some. Can you look? Yes, help yourself. Thank you. Some look. Tất cả các loại thuốc luôn. Thuốc rất là nhiều. Thuốc bổ không à. Đôi khi mình thích ăn hơn là uống thuốc à. Ăn ngon hơn là uống thuốc. Vitamin A, B, C, D, E, K tùm lum hết. Ôi fish nè. Cái này là cái viên, cái ôi của nó bự chả không? Bự dễ sợ luôn. Ôi cái loại này nhỏ hơn. Cái chai này bự hơn. Không, cái ôi này có nhiều loại này, có loại này nữa nè. Loại này nữa nè. Mà ôi fish thôi mà là một rừng á. Một rừng chọn lựa. Nhiêu 15 đồng rưỡi hả? Why do you see? Not why do you see?